Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn từ những bước đột phá của một huyện thuần nông có mức xuất phát điểm thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. 21 trên 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhiều công trình đầu tư xây dựng cơ bản được đưa vào hoạt động, góp phần nâng cao đời sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần. Các vùng quê Châu Đức sáng, xanh, sạch đẹp hơn từng ngày. Đây là kết quả của sự chung sức đồng lòng của toàn hệ thống chính trị, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo huyện, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của các tổ chức đoàn thể, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Hai mươi một trên 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Giải ngân vốn đầu tư công 810 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch được giao. Giá trị sản xuất nông nghiệp 3.282 tỷ đồng, đạt 102,79% kế hoạch năm. Doanh thu hoạt động thương mại dịch vụ 9.870 tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch năm. Hơn 628 km đường giao thông đã được trồng hoa, đạt 101,6% so với chỉ tiêu. Hơn 9 tỷ đồng là số tiền được các tổ chức đoàn thể, chính quyền các cấp vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ cho các hộ nghèo trên địa bàn. 610 trên 610 hộ nghèo thoát nghèo. Để có được những cái kết quả đáng mừng trong năm 2023, cái điều quan trọng nhất đó là cái sự đoàn kết, cái sự quyết tâm từ huyện ủy đến ủy ban, các ban ngành đoàn thể cũng như là các xã thị trấn, với một cái mệnh lệnh phục vụ cho nhân dân được tốt hơn và gần gũi với nhân dân. Đặc biệt năm cái đoàn thể của huyện Châu Đức đều về nhất trong phong trào thi đua của các đoàn thể của tỉnh. Đây là một cái sự cố gắng lớn cũng như là cái sự động viên của huyện ủy, cái sự phối hợp của ủy ban nhân dân huyện để cho các đoàn thể phát triển tốt cũng như là chăm lo đến đời sống của đoàn viên, hội viên. Từ đó người dân tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của đảng, cái sự điều hành của nhà nước và cái sự phối hợp của mặt trận các đoàn thể giúp cho cái kinh tế xã hội của huyện nhà nó phát triển. Năm 2023, trong tình hình chung, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh gặp nhiều khó khăn. Châu Đức trở thành điểm sáng khi trở thành địa phương duy nhất có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%. Để đạt được con số này, huyện triển khai nhiều giải pháp căn cơ, có lộ trình, có kế hoạch, không chung chung. Đặc biệt, để các công trình phát huy hiệu quả, đem lại niềm tin cho người dân, tạo hiệu ứng tốt cho các giai đoạn sau, huyện đã đầu tư một cách có chọn lọc, ưu tiên các công trình đầu tư có nhu cầu cấp thiết, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Công trình cải tạo nâng cấp đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình dài gần 5,5 km với tổng vốn đầu tư hơn 382 tỷ đồng. Năm 2023, dự án được bố trí hơn 49,7 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2024, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và sản xuất kinh doanh. Để kịp tiến độ đề ra, các địa phương có tuyến đường đi qua đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công theo đúng tiến độ. Bình Giang phối hợp với chủ đầu tư, phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất và phối hợp với đơn vị thi công. Đền bù tới đâu thì bạn thông báo bà con dân gửi tới đó. Bên cạnh đó thì cũng kêu gọi bà con dân là chưa có quyết định đền bù. Tuy nhiên cái vạch nó đã có thì bà con dân giờ trước đơn vị thi công họ làm và phấn đấu để hoàn thành sớm về vấn đề giải phóng mặt bằng. Trường tiểu học Phan Chu Trinh ở xã Cù Bị, một trong hai ngôi trường mới vừa được đưa vào sử dụng trong năm học 2023-2024 này. Trường được đầu tư 42 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của huyện, gồm 20 lớp học, khối phòng chức năng, âm nhạc, mỹ thuật, thể thao, máy tính với đầy đủ thiết bị theo quy chuẩn. Ngôi trường khang trang hiện đại giúp các em nhỏ ở xã vùng xa của huyện có thêm động lực để đến trường. Được sự đầu tư cấp trên như thế này thì đội ngũ giáo viên, rồi là cha mẹ học sinh, cả học sinh nữa rất là vui mừng.
và họ tất cả đều thấy rằng đây là một môi trường làm việc, môi trường giảng dạy học tập rất là mới. Từ chỗ đó thì chắc chắn rằng là cái chất lượng sẽ được nâng lên. Một dấu ấn quan trọng nữa trong năm 2023 của Châu Đức là địa phương đã chính thức không còn hộ nghèo chuẩn tỉnh và quốc gia. Đến cuối năm 2022, trên địa bàn huyện còn 610 hộ nghèo chuẩn tỉnh, chiếm tỷ lệ 1,51% so với tổng số hộ dân. Với quyết tâm xóa hộ nghèo, đầu năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thông qua các hình thức vận động, toàn huyện đã huy động trên 9,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hộ nghèo. Trong đó có hơn 2,7 tỷ đồng được sử dụng để mua cây con giống, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, phương tiện sản xuất, kinh doanh có hướng thoát nghèo. Mô hình xoay vòng bò giống sinh sản do chi bộ, ban điều hành ấp Vĩnh An vận dụng đầu năm 2023 là một cách làm bước đầu đem lại hiệu quả cho các hộ nghèo. Theo đó, ban điều hành ấp đã trao 8 con bò giống đang mang thai cho các hộ nghèo trên địa bàn nuôi với cam kết chăm sóc tốt, bảo đảm sức khỏe cho bò. Ban điều hành ấp thường xuyên kiểm tra, theo dõi. Đến nay, từ 8 con bò giống ban đầu, đàn bò đã phát triển lên hơn 20 con, giúp các hộ có nền tảng để vượt nghèo. Chừng nào người ta ổn định kinh tế, rồi khi đó là mình mới đưa con bò mẹ đi hộ khác. Và điều quan trọng á, luôn luôn các hộ phải cam kết một điều, nếu bò mẹ sinh ra bò đực, mà tới lúc mà phải bán con bò đực đi, thì bắt buộc phải trích một số tiền ra để mua lại một con bò cái để làm giống. Song hành cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cũng tích cực giải ngân vốn. Trong năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giải ngân hơn 221 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo hiện khoảng 13 tỷ đồng, dư nợ cho vay hộ cận nghèo 4 tỷ đồng và dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo hơn 17 tỷ đồng. Mình cũng thiếu vốn nên nhờ bên vay vốn ngân hàng chính sách để mình lo thêm cho ấy phát triển thêm, cho bưởi phát triển thêm, rồi nào thuốc men phân cho vậy đó. Cảnh quan nông thôn xưa nay đều gắn liền với cây cối ruộng vườn. Tuy nhiên trong quá trình phát triển, nhiều vùng nông thôn đã vướng bẫy bê tông hóa. Việc phát triển hạ tầng cây xanh không theo kịp tốc độ đô thị hóa ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân. Với mong muốn thay đổi bộ mặt các tuyến đường trên địa bàn thành những tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức đã thực hiện mục tiêu đột phá, 50% các tuyến đường giao thông được trồng hoa. Chỉ sau hơn 9 tháng triển khai, các xã thị trấn đã vận động người dân, cộng đồng dân cư cùng tham gia trồng gần 170.000 cây hoa các loại với tổng chiều dài hơn 620 km, đạt tỷ lệ 101,6% so với chỉ tiêu kế hoạch chung của huyện. Tổng kinh phí huy động thực hiện hơn 5 tỷ đồng. Đặc biệt, việc hình thành của những tuyến đường hoa, nhất là các tuyến giao thông nông thôn, còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Với sự quyết tâm của chính quyền các cấp, sự chung sức đồng lòng của người dân, nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn huyện như được khoác lên mình bộ áo mới rực rỡ, tạo cho khung cảnh làng quê Châu Đức càng thêm yên ả, thanh bình. Không chỉ vậy, việc trồng chăm sóc các tuyến đường hoa còn góp phần tăng thêm tình đoàn kết gắn bó giữa các hộ dân trong các cộng đồng dân cư, cũng như tăng thêm tinh thần trách nhiệm của mỗi người trong các hoạt động hướng đến cộng đồng. Từ khi mà hoa đẹp rồi á, thì thay đổi được ý thức của rất là nhiều người. Trước đây thì hai bên đường á, là người ta vứt rác rất là nhiều. Mà từ khi có cái đường hoa đẹp như thế này á, thì hầu như là không còn thấy rác ở hai bên đường nữa. Thì phải nói qua cái mở rộng đường xá khang trang, trồng bông hoa đẹp, thì phải nói dần dần hết sức phấn khởi vậy. Xác định nhiệm vụ then chốt của năm 2024 đó là phải phấn đấu tăng tốc hoàn thành cái chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 6 của Đảng bộ huyện. Trong đó tập trung cho phát triển kinh tế, nhất là nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Với cái lợi thế là dư địa về đất đai còn rất lớn, cho nên huyện sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp đến đây đầu tư, hình thành các cái khu công nghiệp, phát triển cái hệ thống thương mại dịch vụ, làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn. Vấn đề an sinh xã hội, tiếp tục chăm lo cho người vừa thoát nghèo để họ có một cái cuộc sống tốt hơn. Quan tâm các cái lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao
để người dân nơi đây có thụ hưởng được các cái chính sách ưu đãi và cái sự quan tâm đặc biệt của chính quyền. Đồng thời chào mừng 30 năm thành lập huyện Châu Đức, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện ra sức thi đua phấn đấu, làm nghìn việc tốt để xây dựng một cái quê hương Châu Đức phát triển và ổn định về an ninh trật tự.